Thì hiện tại bây giờ là ngày 20 26 tây tháng 7 năm 2024 ha, giá phân lạnh Cà Mau thì các đại lý nhập vô thì giá là 560.000 ha các bạn. Lạnh Phú Mỹ là 555, còn lạnh Việt Nhật là 550, thì nó sẽ cộng thêm một số chi phí 5 10.000 20.000 gì đó sẽ ra giá trung dân. Thì các đại lý sẽ bán đối với UG á thì lời không nhiều đâu các bạn. Các đại lý sẽ cạnh tranh và có nơi bán cao, có nơi bán thấp, thì nó dao động trong vòng khoảng từ 20.000 đến 30.000 một bao là dữ lắm này các bạn. Còn những nơi đại lý nào mà bán giá thấp hơn giá thị trường từ 5 60.000, thậm chí cả 100.000, thì các bạn và bà con hãy tỉnh táo, phải sáng suốt và thông minh lên thôi các bạn. Tại vì đại lý bán là người bán thì không bao giờ lầm, người mua mới lầm hay các bạn và bà con hãy nhớ nhớ điều đó. Không có đại lý nào khùng nào mà bán lỗ, giá thị trường chắc chắn với các bạn luôn. Giá thị trường hiện tại bây giờ là 560.000, thì chỉ dao động chừng 5 10 hai 30.000 là dữ dằn luôn rồi các bạn. Không bao giờ mà giá thị trường giá 560 mà đại lý mà có thể nhận được cái giá mà 490 hay là 480, không bao giờ đâu các bạn. Nó đảm bảo với các bạn luôn. Mà tại sao giá bán cho quý bà con thì một số đại lý bán là 490.000, 480.000, thậm chí 4 450.000 luôn. Đó là thấp hơn giá thị trường 5 70.000, thậm chí 100 trăm ngoài ngàn một bao đó. Thì bà con cứ nghĩ là mua được cái giá một bao phân lạnh 480 490.000 được giá hời, được giá ưu đãi thế này thế nọ, những câu dẫn dụ của đại lý. Thì tôi cho quý bà con luôn là cái bao đó là cái bao UG Cà Mau là chính thức luôn đó, là hàng chuẩn hàng đúng luôn đó. Bà con được có thể mua được cái giá 480 490 đó. Nhưng mà bà con bị kèm và bị chặt bị chém ở sau lưng rất là nhiều nhát các bạn, đó là kèm theo NBK hàng tầm 7 và DB hàng tầm 7, thậm chí Cali hàng tầm 7 luôn, chắc chắn điều đó đó. Bởi vì bà con hãy sáng suốt, phải 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 tinh tế hơn chút xíu nữa, phải thông minh hơn chút xíu nữa ha. Đừng có vì mà 5 70.000 một bao mà ham mua. Nếu nè, mình cho các bạn một cái minh chứng nè, nếu giá thị trường 560.000 một bao mà mình mua được là 540.000 545.000 là bình thường, không có gì hết. À, tại vì tùy theo xa gần thì còn nếu các bạn mà mua giá 480 490 ngàn mà mua được 5 bao 7 bao 10 bao vẫn có nhưng mà các tôi mình đưa tiền cho các bạn mua 5 tấn 10 tấn 20 tấn, đảm bảo với các bạn là không có, mua UG thôi nha, UG Cà Mau thôi nha, không có. Hoặc các bạn bỏ tiền ra các bạn mua thử luôn đi 4 50 bao luôn UG không, đảm bảo các bạn là không bao giờ có giá 480 490 tại thời điểm bây giờ là 26 tây tháng 7 năm 2021 á. Giá thị trường là 560 đó. Có thể là 570, 570 mấy, hoặc có thể là 545, 550 á, nó sẽ dao động thì theo đại lý bán, có thể tăng lên giảm xuống. Đó. Thì cái cốt lõi mình muốn nhắn nhủ, muốn gửi gắm đến bà con nông dân á là đại lý không có đơn giản, mình đại lý không có đơn giản và người đại lý bán không có lầm. Chắc chắn điều đó luôn. Đó. Thì khi mà bán mà giá UG mà thấp hơn giá thị trường á, từ 70.000 100.000 á, để kích thích, để đánh vào tâm lý thích ghẻ của bà con nông dân thôi, và sau đó âm thầm lòn sau lưng là NBK tầm 7 và DB tầm 7 và Cali tầm 7. DB đúng chuẩn là 1846. Còn một số loại DB tầm DB không chuẩn là nó đưa hữu cơ vô, hoặc là nó đưa hoặc là nồng độ không đủ là NB, là giữa đạm lăng nó không đủ 1846 và nồng độ nó thấp hơn các bạn. Và bán giá cao, có thể cao hơn DB đình vũ nữa, thì đó là đang gút ruột với bà con đó. Đó là DB. Còn NBK, NBK là đạm lăng kali, ví dụ như 20 hay 15 là 20 đạm 20 lăng 15 kali, thì có một số loại NBK để là 20 hay 15 lút, thì nó sẽ bóp lại cái lăng là chỉ có 20 đạm và 15 kali thôi, còn cái lăng là cái 20 lăng không có các bạn, nhưng mà trên nhãn bao vẫn để là 20 20 15 đó. Nhưng mà thực tế là thành phần nó không có lăng, đó là một cái điển hình thôi. Còn một cái điển hình thứ một cái ví dụ thứ hai nữa là NBK nó bỏ thêm viên, mình thấy là TE, thì TE là vi lượng chứ gì, chung vi lượng chứ gì, nhưng đó là cái lý thuyết là vậy, nhưng mà thực tế nó bỏ vô những cái viên tầm bậy tầm bạ vô nó nặng ký hơn, tức là đang gút ruột với bà con đó. Ví dụ như 20 20 15 thì nó dao động từ 700 mấy đến 800 mấy ngàn một bao đó, ha. Thì
những loại hàng yếu bóng vía nồng độ thấp hơn, thậm chí là 500 mấy 600 ngàn bao cũng có nữa, mà đem về bán 800 900 ngàn cho quý bà con đó. Đó là sự rút cuộc đó, để bù đắp vô cái bao phân lạnh UG cho các bạn đó, họ đã bị lỗ nên họ lấy họ tăng lợi nhuận của NBK lên để bù đắp lại bao phân lạnh đó. Nó cái vấn đề nó là nằm chỗ đó đó. Còn kali kali đúng chuẩn là kali 61% là nhập nhập khẩu từ Canada hoặc Israel. Kali dường như là khai thác lên rồi sàng lọc lại phân loại và đóng bao bán các bạn, thì nó chiếm và hàm lượng kali nó 61%, chứ không phải là sản xuất. Có lẽ là sẽ bổ sung thêm một số thành phần trong quá trình sàng lọc nào đó, nhất định nào đó thôi. Nhưng còn trên tinh thần là hầu hầu hết kali đều là khai thác lên và đóng bao đó. Còn kali mà nó trộn với silicon hoặc là kali hàm lượng mà 30% á, thì nồng độ thấp á, mà bán kéo giá lên bằng giá kali 61%, thì đó là qua mặt quý bà con đó. Rút cuộc quý bà con đó nha, bởi vì mình phải thông minh sáng suốt và tỉnh táo và tìm hiểu nhiều thông tin từ các nguồn chính thống để không để mà đại lý qua mặt mình. Thì cái hành động mà giá thị trường phân lạnh UG mà 560 ngàn mà các đại lý bán 480 490, để đó là hành động lừa bà con đó, đánh lừa, đánh vào tâm lý ham rẻ của bà con đó. Rồi bên cạnh đó sau lưng là lòn lại bán những cái mặt hàng kém chất lượng của bà con để rút ruột với bà con, để bù đắp lại cái phần mà thiệt thòi phân lạnh UG bán giá thấp đó. Đó là một cái hành động không có tâm, buôn bán không có tâm á, là cái sự không có đạo đức trong nghề nghiệp đó quý bà con đó. Là buôn bán gì không có bền vững, tại vì có thể là mình đại lý dụ được một hai lần quý bà con mua một hai lần sử dụng, và đến một lúc nào đó quý bà con sẽ phát hiện ra là cái hàng kém chất lượng đó. Hoặc là ngồi uống cà phê ngoài quán cà phê trao đổi với nhau, mình sẽ phát hiện ra đó là một cái hành động gian lận qua mặt quý bà con, thì từ 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 quý bà con sẽ bỏ đại lý đó thôi. Đó là một cái sự con dao hai lưỡi đó. Một cái lợi nhuận trước mắt đó là không bền vững các bạn. Thì thôi mình tâm sự nhẹ nhẹ vậy thôi, rồi bà con sẽ cần thiết thì cứ alo mình sẽ nói nhiều hơn, hoặc là mình nói ít mà các bạn bà con phải suy nghĩ nhiều để hiểu nhiều hơn. Chứ nói nhiều quá, đụng chạm quá nó không hay ha các bạn. Rồi xin chào quý bà con, xin cảm ơn quý bà con đã quan tâm theo dõi.